Đây, tham quan sườn và nguyên ghi sáu nha các bạn. Quá trời nó sai trái luôn bạn ơi. Kinh khủng. Hết biết nguyên hoa. Trái từ đây luôn rồi. Chặn. Đấy, hấp biết cái trái rồi bạn. Cái này bao nhiêu lâu nó mới chín nè? Bao nhiêu lâu nó mới chín? Tháng mấy à? Này sầu riêng ghi 6 ha. Ghi 6. Dạ. Này quay chút quá trời trái luôn. Cái này khoảng chừng hơn tháng nó mới cắt được thu hoạch ha chú. Tháng nữa. Dạ. Một cây mình bẻ khoảng chừng bao nhiêu được nhiêu ký chú? Thường thường á. Cây này cắt được 50 ký. 50 ký sầu riêng ha. 50 ký. Dạ. Rồi giá bình quân của nó, cái này nó mắc không ta? 70-70 mấy ngàn. Dạ. Vậy là bình quân cây gì thu cũng được 3 triệu mà trừ chi phí còn được 2 triệu không chú? Được. Vậy là cũng ổn mà. Gốc sầu riêng thì vườn vườn sơ mà lại bị dạ. Như này hơi lấy trái hơi sớm chứ nó bị hơi si nữa ha. Quá trời. Để 5 tâm lấy trái cây này có tâm cuối. Dạ. Mấy cây này nó cũng hơi bị si nha các bạn. Cây ba lớn thì mà ta ăn ba mùa rồi đó. Còn tư bán cây ba lớn thì chưa lấy trái mùa nào hết. Thì mình để mình lấy trái từ từ thì mình ăn năng sức nó được dài hơn. Rồi. Nay mình đi xuống vườn sầu riêng ở dưới cái bè Tường Giang nha các bạn. Đó, trời lọt sau vườn sầu riêng có ông Vinh Tư. Nó xa. Trái bên này nè, trái bên này nè. Trái giãn nhánh luôn. Mà rồi trái bên này nó giãn nhánh luôn nha các bạn, hết biết trái nha. À trời luôn. Trái tới trên đọt mà quá trời sầu riêng trái. Này mâm thon ha con. Dạ. Mâm thon là của Thái Lan ha. Rồi mấy năm mà trái nó mới được vậy là con. 5 năm là mình mới lấy trái chín ha. 3 năm à. Dạ. Vậy là cây sầu riêng này nó tới 8 năm nha các bạn. Trồng 5 năm có trái rồi bắt đầu mới lấy trái là cây 5 năm thứ 3. Cây sầu riêng này được 8 năm rồi. Quá dữ. Ở đây ra ngoài là tổng cộng hết cũng thấy cũng nhiều đúng không? Dạ. Đây ra ngoài là 100 mấy chục gốc nha các bạn. Trăm mấy chục gốc sầu riêng thế này là một năm thu hoạch, nói chung là kinh tế là quá ok mà. Sầu riêng cây này là cây sầu riêng mâm thon nữa nè.
đây đây sầu riêng Y6 trái. Cây này trái thì bị trên độc đó các bạn, ngon. Đây qua cây đây hệ thống ống nước tứ nè các bạn, ba ống mà ba mét tứ này, chủ vườn mới giải phân hữu cơ các bạn, phân cà nén. Quá xa mà đây. Quá dữ. Bông nó 4 trái luôn nha các bạn. Hết biết. Bông nó 3 trái, 4 trái luôn. 2 trái. Rồi ở trên cái chảnh như mùa u vậy luôn các bạn, hết biết trái. Lấy dây về tôi bật lên các bạn. Con cây này ở trên đọt các bạn, hết biết trái trái. Trái quằn. Đẩy đọt luôn. Bông này 5 trái, 3 trái. Mới giải phân hữu cơ nè các bạn. Cơ gà nén. Quá dữ các bạn luôn. Bên đây cây tơ nha các bạn, còn bên đó cây lớn thì 100 gốc đang cho trái.